với chủ đề Phát triển hợp đồng điện tử an toàn, Diễn đàn Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử đã cung cấp thông tin toàn diện cho cộng đồng doanh nghiệp về việc ứng dụng hợp đồng điện tử an toàn. Tại diễn đàn, các chuyên gia trong ngành đã trình bày các mô hình kết nối giữa trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam với các nền tảng số, hỗ trợ các tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử trong hoạt động tra cứu, xác thực hợp đồng điện tử, việc kết nối với các nền tảng dịch vụ tin cậy về chứng thực chữ ký số, v.v. đã giúp các cơ quan chức năng và doanh nghiệp khi triển khai xây dựng một số hệ sinh thái có thể ứng dụng chứng từ điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự kiện cũng đã đem lại nhiều thông tin hữu ích cho doanh nghiệp, đồng thời là nơi trao đổi, đối thoại thẳng thắn, chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số khi thực hiện các hợp đồng điện tử. Bộ Công Thương luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, từng bước giải quyết các khó khăn, thách thức trong việc ứng dụng chuyển đổi số an toàn. Đánh giá cao các ý kiến góp ý, nhận xét, đánh giá của các chuyên gia, đại diện các cơ quan nhà nước. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu tiến hành triển khai, sửa đổi các chính sách hạ tầng nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.